quân đạo trí huệ quản lý tập 4b thầy thái lệ hút giảng ngày 16 tháng 4 năm 2012 tại trung tâm giáo dục văn hóa trung hoa malaysia thật ra khi một đồng nghiệp sai lầm quý vị bao dung họ hoặc cảm phục sự độ lượng của quý vị sau này sẽ cảm thấy làm tốt mới xứng đáng với sự khoan dung của quý vị đây là thái độ rất tự nhiên trong nhân tính cho nên ở trong đoàn thể phải có một phong khí rất tốt thấy người thiện không đố kỵ phải tùy hỷ phải tán thán họ thấy người ác không phê bình phải khuyên răng hoặc im lặng sự im lặng này tức là khi họ còn chưa đủ tin tưởng chúng ta chúng ta có thể giữ im lặng trước bởi vì quý vị muốn khuyên họ tin tưởng đủ rồi thời cơ này mới chín mùi nếu không quý vị đi khuyên họ có thể sẽ khiến họ hiểu lầm họ cảm thấy có phải là anh thấy tôi chứng mắt không có phải anh đang hủy bán tôi không? Đủ tin tưởng rồi, họ sẽ biết là quý vị đang giúp đỡ họ. Chúng ta coi mỗi một câu này, đều liên quan tới phong khí cả đoàn thể là sẽ đố kỵ người khác. Hay là sẽ tùy hỷ, tán thán người khác. Và phong khí này do hiệu trưởng chúng ta khơi dậy. Quý vị khi họp buổi sáng, ai đó, những đồng nghiệp nào đã làm rất tốt, dương thiện, khẳng định họ, ủng hộ họ. Người ta có điều xấu, làm việc sai cũng không được phê bình giúp đỡ họ khuyên hướng thiện hành đạo đức nếu không khuyên đều sai lầm phải làm tròn đạo nghĩa này thấy người khác sai nhìn thấy một người vừa hay làm việc không tốt không chỉ trích bởi vì sự việc đã sai rồi ở đó chỉ trích cũng không có ích gì hơn nữa sẽ khiến cho tâm trạng đối phương càng tệ thấy người sai không chỉ trích và giúp đỡ liền đi giúp họ làm sao xử lý hậu quả làm an lòng họ sau cùng quý vị xử lý xong một câu cũng không mắng họ họ càng buồn lòng càng hổ thẹn mình gây ra cho hiệu trưởng rắc rối lớn như vậy ông ấy phát hiện không chỉ không mắng mình một câu ngược lại còn nhanh chóng giúp mình xử lý hậu quả họ đối với nhân cách của hiệu trưởng sẽ càng cảm phục hơn nữa biến thành gì họ đã sai rồi tức là một cơ hội trưởng thành của họ quý vị nắm được cơ hội này đem đức hạnh cho họ rồi đem tâm thái và phương pháp làm việc này đều cho họ họ sẽ trưởng thành lên cô giáo trần chân lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt cô giáo trần đã quay đầu lại nói hai câu câu thứ nhất hơn 30 năm nay, học sinh của tôi dạy tôi rất nhiều thứ. Câu thứ hai là, con trẻ phạm lỗi chính là lúc tôi dạy các em. Câu nói này học một biết mười. Cập dưới, học trò của mình cũng vậy, con cái cũng vậy. Phạm lỗi chính là lúc mình dạy chúng, chứ không phải là lúc để tâm trạng hóa, để nổi nóng. Thật ra, tức là lý trí có thể được giữ gìn, nguy cơ đều có thể biến thành thời cơ bi não đều có thể thành trí huệ bi phẫn đều có thể thành sức mạnh chỉ có ai tâm thái này chúng ta chuyển ra sao chúng ta đang đối trị cụ thể biết được nguyên nhân rồi sau đó làm sao điều phục những thái độ tập tính sai lầm này có mấy phương pháp một là lực nhận phát giác mình sắp nổi nóng đè nó xuống không thể nóng giận không thể nóng giận không thể nóng giận sự đè nén này có phần cưỡng bách sợ tới lúc đó đè không được núi lửa lại bùng phát có một số người cứ đè thật được bỏ qua không so đo với anh được được kết quả để tới sau cùng tính luôn tổng sổ cái này chỉ đè được một lúc không thể giải quyết hoàn toàn được thứ hai gọi là dông nhẫn không để ở trong tâm thôi kệ thôi kệ trong bụng tể tướng có thể treo thuyền không so đo dông nhẫn chúng ta vừa mới nói tới dương đáng ông nói khấu chuẩn là yêu nước mình đã làm lâu vậy rồi nhất định có rất nhiều vấn đề. Sau đó, khấu chuẩn có một hôm đó với Dương Đáng. Ông đề cử tôi làm tệ tướng đi. Trước đây, họ có học vấn chân thật. Họ cũng vì muốn đất nước. Cho nên chủ động mau toại tự tiến nói với Dương Đáng. Dương Đáng nói, vị trí tệ tướng này sao có thể muốn làm là được chứ? Khấu chuẩn liền rất khó chịu và bỏ đi. Dương Đáng khi đã lớn tuổi, đến lúc sắp mạng chung hoàng đế liền hỏi ông sau khi khanh đi rồi ai làm tể tướng đây Nhưng đáng nói khấu chuẩn quý vị coi lúc đầu người phê bình ông nhiều nhất ông hoàn toàn không để trong tâm còn tiến cử khấu chuẩn sau đó khấu chuẩn nên làm tể tướng bái tạ long ân sự yêu quý của hoàng thượng Hoàng đế liền nói với Khấu Chuẩn. Ông có biết ai tiến cử ông làm tệ tướng không? Khấu Chuẩn cũng không ngờ tới. Chẳng phải là hoàng thượng sao? Ông nói, không phải là dương đáng tiến cử đó. Khi Khấu Chuẩn nghe thấy là dương đáng, quý vị coi lúc đó ông... Tôi nghĩ nếu như tôi là Khấu Chuẩn, tôi thật sự sẽ quỳ xuống, hướng lên trời mà bái. Dương đáng đã dạy ông một bài học. Cả đời đều không quên được sự độ lượng lớn như vậy. Đây là dòng nhẫn. Tiếp theo, phản nhẫn. Hễ có điều không vui, xung đột rồi. Trước tiên phải quay lại, phản tịnh bản thân có chỗ nào không đúng không? Con người hãy có thái độ phản tịnh rồi, khí nóng của họ sẽ bắt đầu giảm xuống. Con người tại sao khí nóng không giảm xuống được? Cảm thấy đều là đối phương sai, không phải chính mình sai, tâm trạng mới càng ngày càng dâng cao. Có hai cặp vợ chồng sống đối diện, sống cùng một tòa nhà. Có một cặp chung sống hết sức hòa hợp, ái ân. Một cặp kia thì ngày nào cũng cãi nhau. Dài ba ngày thì cãi lớn. Tại sao dài ba ngày thì cãi lớn? Bởi vì tính khí đều rất nóng nảy. Chúng ta vừa nói tới phẫn nộ hại gan hoặc cần phải điều dưỡng hai ngày mới lấy lại được thể lực hơn nữa cải thứ sau cùng sẽ thành thói quen có một hôm đột nhiên cảm thấy toàn thân không tự tại hôm nay hình như có một việc gì, gì quên là mất ôi không đây còn chưa cãi nhau thói quen xấu đó đừng có tập thành người vợ này cũng rất khó hiểu tại sao sống cùng một tòa lầu có lẽ phong thủy cũng như nhau sao người ta có thể chung sống tốt như vậy chứ sau đó cô liền đi tịnh giáo đối phương anh chị chung sống như thế nào vậy người vợ bên kia liền nói với cô nhà anh chị đều là người tốt nhà chúng tôi đều là người xấu cô vừa nghe nhà anh chị đều là người xấu ngày nào cũng hòa hợp như vậy nhà chúng tôi đều là người tốt ngày nào cũng cãi nhau đây là đạo lý gì vậy sao nghe không hiểu gì hết vậy ta đối phương thấy nét mặt của cô, cô hình như không hiểu cho lắm điền lý một ví dụ ví dụ tôi rót cho chồng tôi một ly nước Chồng của tôi đi ngang qua Không cẩn thận làm đổ ly nước Tôi vừa nhìn thấy liền nói Ôi ông xã, xin lỗi anh, xin lỗi anh Đi trà em đặt không ngay thẳng Để anh đụng phải rồi Vừa nói vừa cầm miếng dẻ đi qua lau sạch sẽ Người chồng vừa nhìn thấy rất không đành lòng Vợ ơi là anh không đúng Anh làm đổ vợ tâm ý của em rồi Là anh không đúng Nào 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 Anh lau anh lau Hai vợ chồng ở đó tranh nhau miếng vẽ toạc Miếng vẽ bị giành rách luôn Quý vị hiệu trưởng, nếu như có vợ chồng nào gì tranh nhau đi lao bàn, tới đổi biến vẻ bị rách, gia đình này không hưng thịnh cũng khó, phải không? Lời của lão tổ tiên để lại rất có trí huệ. Tự trách mình trời yên bể lạnh. Bây giờ chúng ta bị tri nhận sai lầm và cả quán tính hại cho rất thảm. Giống như sĩ diện không có ích gì cho chúng ta, nhưng chúng ta luôn bị nó dắt mũi mà đi. Đều không chịu nhận lỗi, nhận thua thật ra nhận lỗi sẽ nhận được sự tôn trọng của đối phương đâu có tổn thất trời yên bể lặng nếu trách nhau đất trời điên đảo đều là ở giữa một niệm đạo lý này chúng ta hiểu rõ có làm được không còn phải dần dần thời thời nhắc nhở hãy gặp phải chuyện phải nghĩ mình sai ở đâu trước tự trách mình Người vợ này tiếp đó nói với người vợ kia Trong nhà anh chị có thể sẽ khác Chồng của chị làm đổ ly trà đó rồi Chị liền lên nói với chồng mình Anh đi đứng mà không có mắt hả Uống uống từ mình đi pha khí nóng này Bốc lên rồi Lửa gió thổi cho ba tháng Lửa của anh ấy cũng bị Chị châm ngòi Đàn bà như cô để một ly trà cũng không biết để Cô còn làm được chuyện gì nữa hả Vậy là chỉ một ly trà mà đã cãi nhau cái tới sau cùng sẽ đi đâu? Quý vị đều không có kinh nghiệm. Tôi biết, bây giờ rất nhiều vợ chồng trẻ tuổi vì một chuyện nhỏ đã đi ly hôn rồi. Chúng tôi đã từng hỏi, đơn vị cơ quan nhà nước quản lý việc ly hôn. Họ kể cho chúng tôi một ví dụ. Họ nhìn thấy một cặp vợ chồng mới hai mươi mấy tuổi, kỳ lạ kết hôn chưa bao lâu sao lại muốn ly hôn rồi, Điện đi hỏi họ, hai người tại sao muốn ly hôn hai người đó nhìn nhau một chút rồi nói tháng trước là vì chuyện gì mà cãi nhau họ nhớ lại không nổi nữa nhưng họ chỉ tôi liều mình thức cùng với anh cục tức đầy nút không có trôi quý vị coi kiểm soát tâm trạng mới có thể kiểm soát tương lai không kiểm soát được tâm trạng căn bản là không suy nghĩ về con cái của mình và sự lo lắng của cha mẹ hai bên cho nên sự tu hành tu thân này trước hết giảm khí nóng là điều quan trọng thứ nhất Nếu trách nhau, sau cùng sẽ trời đất điên đảo. Chúng ta thấy không chỉ là vợ chồng như vậy, mà một đoàn thể cũng là như vậy. Hôm nay chúng ta mở hội nghị trong trường. Đồng nghiệp thứ nhất bước lên. Viết đầy bộ phận của anh chị bên đó, làm cho lộn sụn lung tung hết lên. Điên bắt đầu mắng. Người thứ hai bước lên, anh cũng không có gì tốt đâu, làm không tốt còn mắng chúng tôi. Cuộc họp này sẽ càng họp càng nhiều hiểu lầm, sau cùng họp thành đại hội đấu tranh. Cứ trách nhau, nếu như một người lên Đồng nghiệp thứ nhất nói Ôi, lần này may mà có bộ phận đó Cũng may mà có những đồng nghiệp đó giúp đỡ Hết sức cảm ơn họ Không có họ thì việc này đã làm không xong rồi Còn bản thân của chúng tôi có những thiếu sót Hoặc khẳng định người khác Phản tịnh chính mình Như vậy sẽ tiến bộ Không bị thiệt thòi Người thứ hai bước lên nói Họ đã làm rất cố gắng rồi Chúng tôi còn nhiều thiếu sót buổi họp tự trách mình họp ra trí huệ không quên việc trước rút kinh nghiệm việc sau mỗi người khi đã họp xong tất cả những điều tốt đều tiếp tục gìn giữ điều không tốt lần sau sẽ cải tiến đó là trí huệ và năng lực làm người làm việc thật sự lợi ích cho mỗi người cho nên hội nghị rất quan trọng có thể khởi lên trí huệ của mọi người khởi linh sứ mệnh của mọi người, khởi linh đức hạnh của mọi người. Tiếp theo, quán nhẫn, quan sát, quán chiếu. Bởi vì một sự việc, nó nhất định có cả một nhân duyên và ngọn nguồn đầu đuôi. Chúng ta luôn luôn nổi nóng là sao? Chấp ở một thái độ bây giờ của họ. Mình không chịu được sao họ có thể nói với mình những lời đó. Nhưng trọng điểm là có thể không qua trong nhà họ gặp phải vấn đề rất lớn hoặc là họ ngày nay đang tới tháng tâm trạng rất không tốt phải không quý vị cũng không cho tôi một chút khẳng định tôi cảm thấy có phải mình nói sai rồi không không có tình hình này phải không kể cả quý vị coi một học sinh hành vi của em rất lệch lạc Chúng ta vừa thấy Sao em ấy lại làm ra những hành vi này Rất tức giận Nhưng quý vị vừa đi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của em Quý vị đối với em là thương xót chứ không phải tức giận Tôi đã từng ở trong một trường học Học sinh đó đã bị ba trường đuổi học rồi Tới trường chúng tôi Là trường thứ tư Những hành vi đó Thật sự Thầy cô trong trường vừa nói tới Đều rất là tức giận Nhưng sau đó tôi đi tìm hiểu Mẹ của em là người Thái Lan sớm đã không biết đi đâu rồi từ nhỏ cha em lại là dân lang thang hoàn toàn không chăm sóc em em đã sống chung với những người bụi đời em rất là đáng thương cho nên khi quan sát từ cả đầu đuôi ngọn nguồn chúng ta sẽ không chấp vào hành vi của em mà ở đó từ mình tức muốn chết đây là quán nhẫn tiếp theo hỷ nhẫn sau cùng từ nhẫn Sự hỷ nhẫn này tức là trong sự tu thân của chính mình Cảm thấy tất cả mọi người đều là thầy của mình Chỉ có mình là học sinh Tất cả mọi người đều tới phát đề thi cho mình Để mình thi coi thử sự tu dưỡng trước mắt của mình tới đâu Cho nên tất cả đồng nghiệp chúng ta đã tiếp xúc Họ tương tác với chúng ta Chúng ta có tâm trạng khởi lên nói Ôi chào, may mà có họ nhắc dở mình Mình tu dưỡng còn chưa đúng mực Vậy quý vị sẽ cảm ơn họ. Họ là tới nhắc nhở chúng ta còn chỗ nào thiếu sót. Quý vị sẽ hoan hỷ tiếp nhận sự khảo nghiệm bất kỳ ai cho quý vị mỗi ngày bởi vì họ tới thành tựu quý vị, tới nhắc nhở quý vị. Quý vị hiệu trưởng, chúng ta có kinh nghiệm đi thi không? Có chứ. Khi đi thi, đề thi phát ra rồi quý vị ở đó làm bài. Kết quả làm không được quý vị rất tức giận, sau đó đi đánh thầy cô giám khảo không làm không được tức chết mình mất làm không được có liên quan gì tới thầy cô giám khảo chứ họ chỉ phụ trách phát đề thi quý vị đánh họ làm gì cũng như vậy cuộc đời mỗi một người bước vào sanh mạng của chúng ta đều là tới phát đề thi cho chúng ta quý vị không thể đánh họ họ là tới nhắc nhở quý vị cái này là hỷ nhẫn tiếp theo từ nhẫn tức là không phân tôi người một sự từ bi đồng thể khi chúng ta có tâm như vậy, nhìn thấy người khác không đúng, nhìn thấy người khác vô lý, quý vị không chỉ không tức giận với họ, quý vị còn thương xót họ. Quý vị sẽ hy vọng làm sao để ảnh hưởng họ, khiến họ đừng dùng thái độ sai lầm như vậy đối với người khác nữa. Quý vị sẽ không so đo với họ. Cho nên tục ngữ chúng ta nói người tám lạng kẻ nửa cân, không chấp nhặt. Hôm nay người nào đó có thể khiến cho chúng ta nóng giận vậy chúng ta với họ là kẻ tám là người nửa cân phải không sẽ không thể hiện được đức hạnh của chúng ta nói cụ thể hơn sự tu dưỡng của chúng ta thực hành ở đâu thực hành trong mỗi ngôn ngữ hàng ngày có phát cho quý vị hiệu trưởng quyển đức hạnh ngôn ngữ ứng đương học đức hạnh ngôn ngữ ứng đương học rồi bài giáo huấn này chúng ta có thể cảm nhận được một lời hưng ban một lời dâm ban một câu nói đối với gia đình đối với cả trường học có ảnh hưởng rất lớn nhưng đều là giữa một niệm mà quyết định ít nói những lời quán trách thường nói những lời khoan dung quán trách đem tới điều gì bất mãn hận thù cho nên không thể nói lời quán trách khoan dung cũng là trí huệ khoan dung sẽ mở rộng tâm lượng của mọi người Thậm chí ngoài bao dung ra Nói lời cảm ơn Không nói lời oán trách Nói lời cảm ơn Đây là có trí huệ Phạm Trọng Im Hai tuổi Đã bị cả gia tộc đuổi ra khỏi nhà Mẹ của ông Cô Nhi Quả Phụ đem ông ra đi Tại sao Phạm Trọng Im Có thể trở thành thánh hiền Có liên quan tới ai nhất thông thường mà nói cô nhi quả phụ hai tuổi bị đuổi ra khỏi nhà điều này hầu như là không có tương lai thậm chí người mẹ này có thể sẽ hận hận cả đời nhưng mẹ ông không như vậy mẹ ông rất có tu dưỡng giáo dục con cái không nói những lời quán trách này nói điều gì khoan dung thậm chí là cảm ơn nói với ông sau này có thành tựu rồi phải dinh hiện tổ tiên cho nên phạm trọng yên rất có thành tựu lập tức khôi phục lại họ vốn dĩ của ông điều này đều là sự dạy dỗ mẹ ông dành cho ông không chỉ không oán hận từ trong cơ ngộ cuộc đời này chuyển biến thành gì giúp đỡ người khổ nạn cho nên tất cả nhu cầu trong cả gia tộc phạm công đều đi giúp đỡ tức là mẹ ông không oán trách lại còn khoan dung mới có thể thành tựu một thánh nhân tâm cảnh này của chúng ta chuyển đổi lại có thể thành tựu phong khí của cả trường học sự tu dưỡng xử sự, sự điều này bản thân thôi rất cảm kích mẹ của mình cảm kích ông nội mình ông nội của tôi thường nhắc vợ chúng tôi mẹ các cháu vất vả dạ lắm chăm sóc ba đứa con các cháu mỗi ngày còn phải đi dạy có lúc vừa tan học liền về nhà cho bố lúc tan học nghe chuông tan học vừa reo mẹ cháu liền gục xuống bàn mà xỉu mất. Quá là mệt. Đều do học sinh lây mẹ cháu tỉnh dậy. Lúc đó chúng tôi còn ở trong nôi đâu có ai biết, ai kể cho chúng tôi. Ông nội đều kể cho chúng tôi mẹ tốt chỗ nào. Mẹ tôi thì luôn kể cho tôi ông nội tốt chỗ nào, bà nội tốt chỗ nào. Cho nên tình cảm rất là tốt. Đối với ông bà nội hết sức tôn trọng, Biết con khi còn nhỏ thì hay khóc Mẹ ngày mai còn phải đi dạy Đều do ông nội con nói Con dâu con mau đi ngủ đi Đứa nhỏ này để cha ru nó ngủ Mẹ tôi còn nói Ông nội tôi Đã kéo một sợi dây thừng Cột vô chân mà ru cái nôi Sau cùng luyện thành công phu Vừa ru vừa ngủ Những điều này chúng tôi đều không nhớ Đều do mẹ do ông bà nội đem những cái tốt của người nhà kể cho chúng tôi nghe. Chúng tôi cả đời cũng không dám quên những ân đức này. Chúng ta xử thế, cả phong khí đều là quên oán nhớ ân. Trường hợp này nhất định sẽ hòa hợp, nhất định hương thịnh. Ân phải báo, oán phải quên. Mọi người coi, đường Thái Tông lập ra trinh quán thịnh thế. Ông đã thường nói, được đức chúng ta hương thịnh như vậy là nhờ vào nguyện trưng, Nhờ vào sự cống hiến của các vị đại thần Đều luôn cảm niệm sự cống hiến của những đại thần này Đối với đất nước Tiếp theo Ít nói lời chế diễu Thường nói lời tôn trọng Chế diễu thể hiện sự coi thường Sẽ khiến người ta rất khó chịu Tôn trọng, tôn trọng tăng thêm sự thấu hiểu Quý vị càng tôn trọng họ Lời trong lòng của họ đều nói với quý vị Giao tâm hơn nữa, những lời này cũng nhắc vợ chúng ta Điều mình không muốn, không làm cho người Chúng ta cũng không hy vọng người ta nói lời oán trách Chỉ dịu chúng ta Ít nói lời tổn thương, thường nói lời quan tâm Tổn thương sinh ra đối lập Quan tâm nhận được tình bạn Ít nói lời ra lệnh Thường nói lời thương lượng Ra lệnh chỉ là chấp nhận Quý vị hiệu trưởng, sự chấp nhận này là chấp nhận gì? Là dám giận, không dám nói. Nhưng nếu như là thương lượng, tiếp thu ý kiến, sẽ khiến tính tích cực của mọi người đều được điều động lên. Nếu không hiệu trưởng nói, quý vị chỗ này làm không tốt, chỗ kia không được, những ý kiến của quý vị đều không tốt, người bên dưới được thôi, ông làm hết đi. Ông lời hay nhất, trong hết. Họ đang đợi điều gì? Đợi coi chuyện cười mà. Đó cũng không thể trách người ta. Quý vị đều không tin tưởng họ, không tôn trọng ý kiến của họ, quý vị sẽ không thể điều động cả tiềm lực và tính tích cực của họ. Lưu Bang, Hán Cao Tổ, tại sao ông được làm hoàng đế? Hàng tính thật lợi hại. Đánh trận ông ấy số một, tiêu hà thật lợi hại. Quản lý tài dục quốc gia giao cho ông ấy là không vấn đề. Trưng lương thật lợi hại Trù hoạch ở nơi bàn trướng Quyết thắng ở hơn ngàn dặm Họ đều rất là lợi hại Sau cùng ông làm hoàng đế Ông biết đáng thưởng Ông biết khẳng định mỗi một người Khiến họ đều phát quy tìm lực Người làm quản lý Nếu như chính mình bận rộn muốn chết Thì phải điều chỉnh lại Làm quản lý Phải nên phát quy được Tìm lực của người bên dưới Khơi dậy lên Sau đó làm quyết sách Bởi vì người làm quyết sách Không thể quá bận Họ phải suy nghĩ Họ phải bình tâm Tuyệt đối Không thể hiệu trưởng làm tới Sau cùng thì biến thành nhân viên Tiếng bần nạp của chúng tôi nói Tức là cái chuông tan học Tan học rồi, tan học rồi Những việc giặt như vậy Đều cần tới hiệu trưởng Như vậy là phiền phức rồi Nhưng tôi có một phát hiện có người lãnh đạo cảm thấy người bên dưới đều vô dụng, sau đó chính họ bận tới nội chết đi sống lại. thật ra không phải người ta vô dụng, là chính mình không biết làm lãnh đạo ra sao. đã từng nghe sư trưởng tôi kể một câu chuyện ấn tượng rất sâu. thống soái đại chiến thế giới thứ hai, tướng quân Eisenhower, ông ấy quản lý bốn người, tổng tư lệnh lục quân MacArthur, tổng tư lệnh không quân tổng tư lệnh hải quân và một tổng trưởng tham mưu ông quản bốn người này mỗi ngày đều làm gì leo núi đánh gôn tại sao ông phải quyết sách ông quyết sách sai lầm của ông mấy dạng người sẽ mất mạng ông lúc nào cũng phải giữ gìn tâm lý rất bình tĩnh sau đó bất kỳ tin tức gì tới ông phải làm quyết sách cho nên thống soái cao nhất chắc chắn không được bận rộn phải giao quyền xuống dưới để người bên dưới phát quy cái này là thương lượng mới là lãnh đạo sau cùng ít nói lời phê bình thường nói lời khích lệ phê bình gây ra chia cách khích lệ khởi phát tiềm năng mặc dù nói như vậy tôi cảm thấy tâm chỉ trích người khác của tôi bây giờ vẫn rất mạnh hãy gặp sự việc vẫn rất dễ khởi lên cho nên đã giết trong sổ tay của mình đã viết câu nào? Chia sẻ với mọi người một chút. Câu thứ 28 trang 12 phần quân đạo phản thân của chúng ta. Đây là lời Thang Dương nói. Trọng đây có tội, không tại muôn phương. Muôn phương có tội, tội tại trọng đây. Thương Giang Dương nói rằng bản thân ta đây có lỗi lầm. Xin ông trời đừng làm liên lụy ba tánh muôn phương. Bà tánh muôn phương nếu như có tội lỗi Đều do ta không làm gương tốt Đều do ta không giáo dục họ cho tốt Cho nên tội không do bọn họ Tội do một mình ta gánh giác Tội tại trẫm đây Cho nên thiên tử trước đây Khi gặp thiên tai Đều sẽ tới thiên đàng Để sám hối lỗi lầm của chính mình Điều này đều rất là đáng quý Làm tấm gương lãnh đạo cho nên thánh nhân thường bị thiên hạ khiển trách Nhưng không có tâm trách người Thì sẽ không có oán khí Thì sẽ không có người oán trách Trong đoàn thể Có một vài sự oán trách Rất có thể đều do người lãnh đạo chúng ta Không kiểm điểm chính mình trước Mà yêu cầu người trước Người bên dưới sẽ cảm thấy quý vị đều không làm tốt Còn trách móc chúng tôi oán sẽ khởi lên. Chúng ta coi trang 11. Đoạn nhắc dở này của khổng tử, câu 26, tự giết, cung tự hậu, nhi bạc trách ư nhân, tác diện oán hỷ. Từ cung này, tức là tự mình phản tỉnh. Còn đối với người thì khoan dung, bạc trách ư nhân. Như vậy mới có thể tránh xa sự oán trách, oán hận của người khác. Ngoài ra, Khổng tử lại nói một câu rất gần với ý nghĩa này. Chánh kỷ nhi bất cầu ư nhân, tắc vô oán. Không hà khắc với người khác, yêu cầu người khác. Tự mình phải làm tốt mình trước. Thật ra, chúng ta thật sự có thái độ này, quý vị làm càng tốt, người bên dưới càng cả cảm phục, họ sẽ noi gương quý vị. Nếu như tinh lực chúng ta đều nhìn vào lỗi lầm của họ, chúng ta muốn sửa lỗi của mình thì rất khó. Tinh lực là có hạn công ư luận nhân giả người luôn đi nói lỗi làm người khác sát kỵ tức sơ bởi vì không có tinh thần khí lực để nhìn vào vấn đề của mình cái này là trọng điểm phản thân của phần thứ ba tu thân đều là biết phản tỉnh phản cầu chính mình Mục thứ mười là phản thân mục thứ tám trọng điểm thứ hai là đôn thân thật ra bản thân người làm công tác giáo dục cũng phải tề gia gia đình không hòa lạc mỗi ngày họ tâm trạng đều không tốt tới trường học cũng rất có dạy tốt học sinh cho nên quý vị hiệu trưởng quý vị ở trường học còn phải dẫn dắt giáo viên đạo vợ chồng chung sống việc này có liên quan tới giáo dục tốt học sinh Gia đình của chính họ có thể hòa lạc, tâm trạng họ vui vẻ. Họ càng có tu dưỡng để dạy dỗ học sinh. Câu thứ 19 này. Câu này nhất định phải giảng. Nếu không, hôm nay tôi sẽ mập nhờ nuốt lời. Mặc dù tôi rất muốn mập, rất muốn mập hơn một chút, nhưng không nên vì muốn mập mà nuốt lời. Chúng ta cùng coi câu 19 Tích tam đại minh dương chi tất kính thê tự giả Hạ thương chu những thánh hiền Quân dương này chắc chắn đều tôn trọng vợ con của họ Tại sao? Họ rất có lý Cái hữu đạo yên Thê giả giả thân chi chủ giả Người vợ là một vai trò quan trọng nhất Chủ yếu nhất trong số người thân Tại sao? Tử giả giả thân chi hậu giả cảm bất kính dữ tại sao người vợ lại quan trọng như vậy chứ bởi vì người vợ phải cúng tế tổ tiên chăm sóc cha mẹ giúp chồng dạy con cho nên họ là bà chủ tại sao con trai phải cung kính sự cung kính đó bởi vì con trai là huyết mà tổ tiên truyền lại chúng ta phải tận lực giáo dục tốt con cái mới xứng đáng với tổ tiên là một sự cung kính đối với chức trách đó cảm bất kính dữ thì cố quân tử vô bất kính giả Thời thời đều luôn giữ gìn thái độ cung kính này Cung kính đối với vợ Cung kính đối với thế hệ sau Giáo dục chúng cho tốt Tiếp đó đối với thân thể của chính mình cũng phải cung kính Kính giả giả Kính thân di đại Tại sao phải cung kính thân thể của chính mình bởi vì thân giả giả, thân chi chi giả, cảm bất kính dữ. Tổn hại thân thể sẽ khiến cha mẹ lo lắng. Giống như một cái cây vậy quý vị tổn hại cành cây sau cùng sẽ hại tới gốc của cây bất kính kỳ thân thì thương kỳ thân thương kỳ thân thì thương kỳ bổn giả tổn thương tâm của cha mẹ chính là tổn thương cái gốc rễ lớn làm người của chúng ta đây là một đoạn trong khổng tử gia ngữ do khổng tử nói điểm thứ ba của chúng ta là trọng điểm phản thân Tiếp đó điểm thứ tư ở trang 16. Một người làm quân dương phải tôn hiền. Chúng ta nhìn thấy câu 38 này nói Vô thường an chi quốc, vô hàng trị chi dân. Không có quốc gia mãi mãi an định, cũng không có bá tánh mãi mãi phục tùng. Thật ra, chúng ta đọc tới đây tức là vô thường an chi hiệu, Vô hành trị chi học sinh Phải không? Bởi vì trị gia và trị đoàn thể quốc gia là cùng một đạo lý Làm sao mới có thể an định được đây? Đắc hiền giả tắc an sư Thất chi giả tắc quy dòng Quý vị dùng chủ nhiệm của mỗi một khối lớp Ở Malaysia gọi là gì? Tức là ví dụ như Khối lớp 3 có phải có chủ nhiệm khối không? Sáu chủ nhiệm khối cùng quý vị đều rất có trách nhiệm. Quý vị sẽ nhẹ nhàng. Đây đều là trọng điểm dùng người. Hiệu trưởng phải nên dùng đúng những thầy cô chủ nhiệm quan trọng này. Hành chính trong cả trường học của họ sẽ rất thuận lợi. Tự cổ cập kim dị hữu bất nhiên giả giả những cán bộ quan trọng này chúng ta phải tôn trọng họ. Bây giờ xã hội này, bởi vì quá công lợi, cho nên biến thành cái gì? Coi con người như công cụ. Họ sẽ không tôn trọng nữa. Giới doanh nghiệp bây giờ, hình như có một phong khí gọi là anh muốn tiền của tôi, tôi muốn mạng của anh. Trước nhiều người 3, 40 tuổi đều là tin anh trong các lĩnh vực đều đột tử. Tại sao đột tử? Mệt, mệt, mệt tới nỗi họ không nhận ra sau cùng đột nhiên bị chết mất. Đối với những cán bộ quan trọng này phải nên yêu thương, quan tâm sức khỏe của họ, quan tâm gia đình của họ, chứ không phải chỉ nhìn thấy nhiệm vụ, nhìn thấy công việc đó mà thôi. Tôn hiền. Tiếp theo là nạp gián, trọng điểm thứ năm. Có thể tiếp thu khuyên gián Chúng ta cùng coi một tấm gương rất tốt Câu 49 Thuấn Dương Những cổ thánh tiên hiền này có đức hạnh cao như vậy Không phải ngẫu nhiên Thuấn Dương nói rằng Giữ chi nhữ bậc Nhữ vô diện tùng Thối di hậu ngôn Ta có một số di tức là những chỗ làm sai các ngươi phải dìu dắt ta và giúp ta chỉ ra các ngươi không được trước mặt của ta đều nói không có vấn đề gì rất tốt sau đó thì nói sau lưng của ta những chỗ nào làm không tốt ta nói rõ với các ngươi trước có gì thì cứ nói thẳng nói rõ ràng đừng có nói lén sau lưng bây giờ có một hiện tượng cần phải bình tâm những lúc hội họp không ai có ý kiến gì vừa rời khỏi phòng họp đó rất nhiều người có ý kiến Điều này đều phải giáo dục. Trong buổi hội nghị này, mọi người đem vấn đề nêu ra hết. Đạo nghĩa, công đức là đây. Trong hội nghị thì không nêu ra, đi ra ngoài rồi, còn ở đó nói. Đó là tạo nghiệp. Tại sao? Phá hoại sự hòa hợp của cả đoàn thể. Việc xấu trong nhà không nói ra, lại dựng nói ra. Cái này chắc chắn là tạo nghiệp. Chắc chắn là bị tổn phước. Những đạo lý này nói rõ ràng với mọi người Khởi lên chánh khí của mọi người Tất nhiên điều càng then chốt hơn là lãnh đạo Hiệu trưởng cao nhất phải có sự tu dưỡng này Thật vậy, được Người ta vừa chỉ ra Giúp tôi đem thuốc lại đây Tiên sinh đường Thái Tông Không chỉ tiếp thu Còn mong được khuyên không có ai nói, ông dùng đủ mọi phương tiện để khiến cho người ta nói ra. Tại sao? Ông sợ lầm lỗi với lão bá tánh. Có một lần, có một thần tử nêu ra một vài ý kiến với ông, nói xong rồi. Sau khi thần tử này đi ra, người bên cạnh đã nói. Bị hạ. Lời ông ta phi bình lúc nãy, rất nhiều điều căn bản đều là sai lầm. Sao ngài lại không ngăn ông ta lại? Sao cứ để cho ông ta nói? Ông ta như vậy hình như đang bị bán ngài. Nói sai rồi. Đường Thái Tông cũng tiếp thu, không tức giận. Ông nói, nếu như ta ngắt lời ông ta, sau này ông ta sẽ không nói nữa. Tiếp đó, ông ta ra ngoài sẽ nói, Hoàng thượng không tiếp thu, vậy sau này còn ai góp ý với ta? Nói không đúng, vẫn tiếp thu. Tại sao? Lâu ngày hiểu lòng nhau cũng không phải họ nói quý vị không đúng quý vị liền không đúng dần dần người ta nhìn vào bị hiểu lầm rồi hiệu trưởng vẫn không biện giải lại còn hết sức độ lượng như vậy vẫn biết tiếp thu dùng đức thu phục người thế phục nhân tâm bất nhiên lý phục nhân phương vô ngôn ở đông bắc có vị dương thị nhân vì đây cũng là một kỳ nhân Ông không biết chữ Nhưng bởi vì ông hiếu để làm tới cực điểm Sau so cùng trí huệ của ông mở ra Trung dung ông biết giảng Đại học ông biết giảng Người không biết chữ Người này ở thời kỳ dân quốc Cách chúng ta không xa cho nên ông đã chứng minh hiếu đệ chi chí thông ư thần minh quan ư tứ hải vô sợ bất thông đối với một người làm lãnh đạo ông có mấy điều nhắc dở hết sức quý báu. Chúng ta có thể giữ được mấy nguyên tắc này thì đã ở trong quân đạo rồi. Thứ nhất, mãi mãi trị mình không trị người. Chúng ta làm lãnh đạo lâu năm đều là đang coi người bên dưới có gì sai có gì sai. đều đang giúp người khác kê thuốc trị bệnh. Trị tới sau cùng chính mình có bệnh cũng không biết. Cho nên mãi mãi đang xử lý công việc trước tiên đối trị với vấn đề của mình, phản tịnh những thiếu sót của mình trước, chứ không phải chỉ trích người khác trước. Thứ hai, thác để tự hạ. Một người lãnh đạo luôn muốn phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, đi là người có lòng trung, có tâm nhân từ thật sự. Tại sao? Nhân tài trong đoàn thể càng nhiều, càng hưng thịnh. Cho nên Mạnh Tử nói, vì thiên hạ đắc nhân, thật sự vì thiên hạ, vì đoàn thể có được nhân tài, đây là người thật sự nhân ái. Giống như tiên sinh Lâm Tác từ tiên sinh tam Quốc Phan vì đất nước, đã đề cử nhiều nhân tài trụ cột như vậy, đã an được bao nhiêu tâm ba tánh. Thứ ba, không kỵ bất kỳ thế lực nào, chúng ta ngày nay khiến người bên dưới tiếp thu tính phục, không phải vì vị trí của chúng ta cao hơn họ, Chúng ta có quyền thế ép họ anh phải tiếp thu cho tôi. Không kỵ bất kỳ thế lực nào, mà là đem đạo lý nói rõ ràng với họ, khiến cho họ rất hoan hỷ, rất có trách nhiệm để cùng nhau hoàn thành công tác giáo dục này. Thế phục nhân, tâm bất nhiên, không thể kỵ thế lực đi đè ép người. Lý phục nhân, phương vô ngôn. Quân đạo thứ sáu là đổ xàm tà. Những lúc nói lời dèm pha, quý vị phải định lại được. Còn người nói lời dèm pha, phải giúp họ cởi lên chánh niệm. Sau đó, mở rộng tâm lượng của họ. Thứ bảy, thẩm đoán. Bởi vì mỗi ngày phải quyết đoán rất nhiều công việc, đều phải có định lực. Sau đó tìm hiểu tình hình đầy đủ mới đi phán đoán. Có lúc Chúng ta dễ dàng nghe thấy một số lời phiến diện hoặc là tâm trạng rất kích động hoặc là vừa nghe lời phiến diện xong liền lập tức phán đoán kết quả vừa phán đoán liền sai lầm có thể hiểu lầm cả một nhóm người thậm chí còn hiểu lầm người nhất giả nhất nữa. Tại sao? Thời đại này, người càng nhất giả càng nỗ lực, càng cải cách ngược lại sẽ càng bị người ta mắng. Có khả năng này không? Đúng vậy, bây giờ họ muốn cải cách là buông tốt cho đoàn thể, nhưng người bình thường không hiểu. Có phải không? Quý vị nói, quý vị thầy cô giáo chúng ta cùng phổ biến đọc kinh ô trời lại một công việc nữa. Có phải như vậy không? Họ đã dứt giả rồi, họ còn chưa hiểu ra thì ra thứ này có thể quản lý lớp càng tốt hơn học sinh có quy cụ có đức hạnh là tôn trọng thầy cô mình càng nhẹ nhàng những điều này phải cho họ tìm hiểu đầy đủ họ mới biết cho nên thời đại này người muốn cải cách thì trở lực đều rất lớn quý vị làm người lãnh đạo khi người khác phê bình họ quý vị càng phải ủng hộ họ sau đó phải khiến cho những người phê bình kia thấu hiểu người làm việc này không dễ dàng việc này đều phải bình tĩnh phán đoán thật ra không hề dễ Quý vị nói, quý vị hiệu trưởng, quý vị có ai đang làm mẹ chồng không? Có ai làm mẹ chồng không? Có à. Cô con dâu đó, năm ba cô con dâu, người bị phê bình nhiều nhất, chính là người làm việc vất giả nhất. Người được thương yêu nhất chính là người nói năng ngọt ngào nhất. Có không? Cho nên tiếng bần đam của chúng tôi làm chảy mồ hôi, ghét tới chạy nước miếng làm mệt muốn chết còn bị người ta phi mình gần chết đây là người bên trên không nhìn thấy tình hình họ cống hiến sau đó chị nghe những lời Ôi chao mẹ hôm nay móng tay của mẹ sơn sao mà đẹp quá vậy liền sung sướng muốn chết Ô oh, bộ đồ này của mẹ đẹp thế này thật có thẩm mỹ liền sung sướng muốn chết họ chỉ cần mở miệng ra nói là đã khiến cho quý vị sung sướng không chịu nổi rồi ngược lại cô con dâu rất nỗ lực kia thì đều không được khẳng định đây đều là trí huệ rất quan trọng trong sự phán đoán của chúng ta tiết học buổi sáng hôm nay trao đổi với mọi người tới đây cảm ơn quý vị hiệu trưởng và cũng xin chúc phúc mọi người thân thể khỏe mạnh cả nhà được bình an trường học càng ngày càng thuận lợi càng hưng thịnh và mỗi một học sinh sau này đều là trụ cột của đất nước. Xin cảm ơn mọi người. biên bi tập học làm người tốt cho nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm a di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật

năm